Kính thưa quý vị, nam tài tử Clint Eastwood ly dị lần thứ hai, tin từ Los Angeles, Hoa Kỳ. Theo luật sư riêng của Diana Eastwood, vợ của nam diễn viên Clint Eastwood cho biết, bà Diana đã đệ đơn lên tòa án, xin ly thân sau 17 năm chung sống. Đây là cuộc ly hôn lần thứ hai trong cuộc đời của nam diễn viên này. Luật sư G. Michael McClure cho biết, ông thay mặt cho Diana Eastwood nộp đơn xin vào thứ hai tại tòa án Monterey County Superior Court ở miền Bắc California. McClure từ chối bình luận về lý do tại sao Diana Eastwood, một cựu phóng viên truyền hình, đã nộp đơn xin ly thân hoặc sẽ ly dị. Ngôi sao Spaghetti Western tiết lộ ông gặp người vợ thứ hai Diana khi cô làm phóng viên phỏng vấn ông về bộ phim Unforgiven năm 1992 và nảy sinh tình cảm từ đó. Đến năm 1996, hai người trở thành vợ chồng. Sau khi kết hôn, Diana bỏ hẳn nghề báo và ở nhà làm bà nội trợ vì với một người giàu như ông Clint, ông không cần vợ đi làm. Bên đại diện cho Clint Eastwood 83 tuổi đã không đưa ra bình luận nào. Eastwood trở nên nổi tiếng sau khi vào vai một tay súng trong The Good, The Bad and Ugly và là một cảnh sát khó khăn trong phim Dirty Harry trong năm 1970. Ông đã giành giải Oscar đạo diễn xuất sắc và hình ảnh tốt nhất cho năm 1992 dành cho bộ phim Unforgiven và bộ phim năm 2004 Million Dollar Baby. Clint Eastwood đã hai lần kết hôn và có đến 7 đứa con với 5 người phụ nữ. Nhưng trong số đó, hai mối tình sâu đậm nhất của ông là người vợ đầu, Maggie Johnson, người ông đã kết hôn và chung sống 31 năm, và nữ diễn viên Sandra Luck sống với nhau 14 năm thì chia tay. Mặc dù đã nhiều lần đổ vỡ trong tình yêu và hôn nhân, nhưng nam diễn viên ở tuổi 83 vẫn không hề suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống gia đình.